Nhìn ngứa ngáy vậy. Thì cái giá hôm nay ta ta làm thịt tụi hắn ta ăn hết vậy. Tối thì mới chạy lên 7. Nhân cái 1 giờ rưỡi nắng tụi hắn đi làm lại. Hà. Giờ hành chính luôn hả? Hà, hay đó mày. Thiệt ha. Mở cửa cho ta chị coi. 10 phút rồi đó. Con Hiền đi canh chi mỉa thì ra không biết rồi. Lúc nắng đi ra là chắc bị chị ăn đầu rồi. Nhớ. Đất lành chim đậu. Chim đậu, chim ơi đậu thôi được không? Đừng có ý. Trời mưa, nhìn nó mưa vậy. Cho chị xí phong nước muối. Nhìn đã nhưng mà nặng không đảm. Cái thằng cu nó mới phê kìa. Cái cục mô như con giò chui lên canh dễ sợ. Bữa hôm trước Hà quay không biết mấy cái không? Em quay cho chị Hà 2 cái mà không biết khúc sau nó quay gì không. Khúc sau có mà. Nhưng mà ông nói mà không nặng là không biết sao cứu chữa kiểu chi luôn. Cục không nặng cũng phịch ra luôn. Cái ông cu nó cũng ít máu kìa. Nặng xứ. Ông nó mới được đau đi đau được nên quay nên thấy ơi hỏi gì không? Cô nữa à? Đau chứ gồng không lên tiếng đâu nhưng mà bấu tay bấu chân thôi nên máu nhiều. Em đi công tâm chưa Phúc? Dạ chưa. Đi tìm măng đen chưa? Chưa. Đi thì đi rồi nhưng mà không có đi du lịch, đi công việc thì gì. Em đi công tâm cũng xa mà đúng không? 4 tiếng đấy nè. Ồ. Chị luôn. Có cái chị khách nữa, chị lấy serum 1 triệu với là chị lấy bộ bầu và đắp mặt á, với là chị đi nói cho mày đi theo chị có giảm giá gì cho chị không? À, thì tặng chị bộ bột đi. Bộ bột 50 vậy chị lấy bộ bột. Bộ bột á, tặng bộ bột luôn á. Dạ. Em. Dạ. Em mở ra cho họ luôn hả? Dạ. Hay là chứ còn cái nó cũng khó mở em nghe. Bộ mà 50 thì tặng chứ hay tặng cho bộ 200 luôn chứ. Thật sự nhớ là sáng bà nó tới cửa đi. Thế mà
mình đã bớt rồi, còn trả giá nữa. Bà ở ngoài công. Ừ. Chị em thích làm cho những người như thế đó. Làm tự nhiên thế. Ý là mấy lần bà tới là bà làm á, là bà làm một cục á, chị không lấy tiền. Hiểu không? Bà làm 3 lần rồi đó mà chị không lấy đồng mua luôn á. Mà đợt này á, vừa qua bà làm cái chị phá luôn nút ruồi này kia rồi cho bà á, mà phá là phá 2-3 cục tim tê tim đồ, mình đáng lẽ họ là lấy 300 rồi đó. Chị lấy có 150 mà bà ra bà kêu thôi chị có 100 nè, em lấy cho chị 100 thôi. Cái chị bà kêu không được chị ơi, đáng lẽ bình thường em lấy 300 em lấy chị 150 rồi lấy không đủ tiền thuốc tê nữa đó. Cái bà im, bà mới im đó. Bà nó 2-3 lần luôn mà nó bớt cho chị rồi. Thì cái ý là chị đã, chị biết cái tính bà kiểu nó rồi, nên là chị cũng bớt rồi. Nên thấy nhìn nó vậy ấy rồi. Mày có nút ruột của bà vô bệnh viện không, là ví dụ đi phá là cái gục nó cũng mấy trăm ngàn rồi, 500-700 rồi. Thiệt mà, rồi bình thường vô trong đó là. Mà tim tê nữa chứ phải bô tê đâu. Làm cho vui. Bởi hồi sáng nói thẳng là em làm cho vui ấy mà, chứ em có ấy đâu. Bởi nghĩ em mình làm từ thiện hay đang mà mở tự nhiên ra bớt. Trong như tiện đầy quá rồi. Thì nó biết luôn. Em làm là giá rất là bèo rồi. Mà cái xà ba em đâu phải là kiểu như đâu phải nhỏ xíu đồ hoặc là này kia đâu, sạch sẽ đẹp đẽ chứ phải. Giá như đây là như mấy cái quán bình thường á, vô rồi mà trả giá nơi thao ta lại luôn, xỉu luôn. Có nhiều người thì được 28 triệu không? Được nhiều chứ, nhưng mà do một hơi ấy thôi. 8 rồi kìa, 3 cái, mặt này 3 cái. Bên đi làm được chán mấy tháng rồi đó, bùng cuối rụt lên 3 ngày không đủ tiền cây nữa. Được 3 ngày là đứt đuôi đứt đỏ. Bên đi làm chuyện khó rồi. Tôi sợ để nhà chị gần đây không chị? Ở đây chỗ đường có quốc phố núi Thành này. À chị qua đây hả chị? Con Tây đó. Tây đó, bà Hà đón chị ăn cô tới đó. Tây nào? Hồi nãy gọi điện Tây làm mí mắt á. Nhà bây giờ chỗ tiệc 6 nè. À Tây à. Tây nó thì em làm lâu đời rồi. Rồi cháu cho ông cô nó tới là mặt mà hôm qua hôm kia á, buổi trưa. Nhớ ông cô mà không chịu đau được đó, phải thấy mặt đậu dễ sợ luôn. Ngày nó đông nữa nhưng mà ông. Mà lấy cục to to. Đúng rồi, có quay lại đó. Trời, hiện nhớ ông đâu. Ông nay mà để lau lại như ông đó.
hai hôm nay còn cứ vãn được. Kê ghê quá rồi, kê bị hư.